Timite dứt điểm, không vào. Phản xạ cực tốt và rất nhanh từ phía Văn Việt. Xin chào quý vị, đây là những hình ảnh ở tại sân vận động Pleiku, nơi mà chúng ta sẽ chuẩn bị cùng nhau đồng hành trong trận cầu tâm điểm của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023-2024. Vòng đấu thứ 18, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà LP Bank Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ làm khách là Thép Xanh Nam Định. Tiếp tục là cơ hội tới từ Thép Xanh Nam Định. Ngã rồi. Penalty. Đầy bất ngờ. Một cách tiếp cận trận đấu đầy bất ngờ của Thép Xanh Nam Định. Nhưng trong những khoảnh khắc mà họ tăng tốc thì hệ thống phòng ngự của LP Bank Hoàng Gia Lai đã bộc lộ vấn đề. Đứng trước bóng đang là Lucas. Cú sút không vào. Như vậy là những diễn biến kịch tính vẫn chưa dừng lại. Tưởng như đó phải là bàn thắng mở tỷ số dành cho Thép Xanh Nam Định, nhưng không. Người xuất sắc hơn là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nam Định đang áp đặt và Hoàng Gia Lai phòng ngự. Lucas Araujo bây giờ đang xuất hiện trong vòng cấm. Không được. Cú đá tiếp theo. Không thể tin nổi, ở một cự ly như vậy Hoàng Minh Tuấn lại xử lý hỏng. Và ngay cả cú đá tiếp theo của đồng đội Hoàng Minh Tuấn cũng không tốt. Quá đáng tiếc dành cho Thép Xanh Nam Định ở pha bóng này. Đây, cú đá rất thiếu lực và cũng thiếu đi sự điềm tĩnh. Và đúng lúc này, tiếng còi để khép lại trận đấu của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã vang lên. Những người tỏa sáng rực rỡ nhất của trận đấu này là những trung vệ ngoại binh của đôi bên. Jairo là người mở tỷ số dành cho câu lạc bộ LP Bank Hoàng Gia Lai trước khi Lucas gỡ hòa. Chúng ta đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp được đưa về từ sân vận động thành phố Vinh, nơi đang chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một trận đấu mà cả hai đội bóng, đội chủ nhà cũng như đội khách, đều mong muốn có được trọn vẹn 3 điểm. Vĩnh Nguyên, cơ hội dứt điểm không vào. Cơ hội tốt nhất của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu trận. Cơ hội mặt đối mặt của Thanh Khôi với thủ thành Văn Việt. Không có bàn thắng. Một pha xử lý tốt của Văn Việt. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có được cơ hội tốt nhất của họ kể từ đầu trận, và bây giờ lại thêm một cơ hội nữa, không vào. Vẫn là cuộc đối đầu của Thanh Khôi cùng với Văn Việt. Và chiến thắng vẫn là thủ thành của Sông Lam Nghệ An. Hai cơ hội liên tiếp chỉ trong ít phút dành cho Thanh Khôi, nhưng anh đều không thành công. Dứt điểm không vào. Lần này thì Patrick Lê Giang đã chơi tốt. Lại một lần nữa, trung vệ Brandon của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Timite dứt điểm không vào. Phản xạ cực tốt và rất nhanh từ phía Văn Việt. Như vậy là có tới hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Bên cạnh Văn Thành bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, thì số 21 Xuân Đại cũng đã được rút ra. Nhanh và gọn gàng, cú đá của Vĩnh Nguyên. Lại một lần nữa Văn Việt thể hiện xuất sắc. Phút thứ 80, cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và thêm một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ khách. Đồng hồ đã chỉ ở phút thứ 85, khá nguy hiểm, không vào, không được. Cú đá bồi đã không thể thành công. Người đã băng vào để thực hiện cú đá bồi là Trần Mạnh Quỳnh. Tình huống chạm bóng đầu tiên là của Zebic Mario, nhưng không thắng được Patrick Lê Giang. Dứt điểm không vào. Một ngày thi đấu với những màn trình diễn tuyệt vời của Văn Việt bên phía Sông Lam Nghệ An cũng như là Patrick Lê Giang của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa rồi là cơ hội dành cho đội trưởng Ngô Tùng Quốc của đội khách. Như vậy tiếng còi kết thúc của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Không có bàn thắng nào được ghi trong cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Vinh. Một cơn mưa lớn đã ập đến với sân vận động Hàng Đẫy và nó sẽ mang tới cho chúng ta một trận thủy chiến giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Khánh Hòa. Đây sẽ là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 18 của V-League 1 2023-2024. Và cắt bóng tốt là của Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền vừa rồi của Văn Hiệp là hơi non cho đồng đội. Tấn công dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, Junior Fiano không chế được không? Đó là Giovanni. Không phải, người đã ghi bàn là Jefferson Elias. Pha khống chế rất hay của Jefferson Elias. Các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chuyển trạng thái một cách rất ấn tượng với hạt nhân đó chính là Quang Hải. Một tình huống tấn công mà đội chủ nhà đã gây ra được một ấn tượng lớn. Quang Hải đã có đường chuyền rất nhanh và thông minh. Sau một tình huống mà anh đã khống chế trái bóng như dính vào chân, Junior Fiano băng xuống. Jefferson Elias phần nào đó đã bị lỡ đà với quả tạt được đưa ra từ Junior Fiano. Tuy nhiên thì số 9 vẫn có thể khống chế và sau đó là vượt qua cả thành nhân rồi có một cú dứt điểm quyết đoán. Pha khống chế rất hay của Quang Hải. Nó cũng hay như tình huống mà Jefferson Elias đã có thể làm chủ được trái bóng cũng như là tung ra được cú dứt điểm. Đó là tình huống phản đòn cực hay của các cầu thủ Công an Hà Nội. Các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa không thể tổ chức tình huống phản công. Quang Hải sút bóng. Không vào. Thật đáng tiếc cho đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội sau tình huống phối hợp với Jefferson Elias. Jefferson Elias đón đường chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh làm tường để cho Quang Hải xâm nhập vào vòng cấm của câu lạc bộ Khánh Hòa. Cú dứt điểm của Quang Hải cũng cho thấy được sự tinh quái của người đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng bóng đã đi không hướng vào khung thành của câu lạc bộ Khánh Hòa. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Hà Nội FC. Và trận đấu muộn nhất vòng đấu này, Thiền Công Viettel sẽ tiếp đón Maryland Quy Nhơn Bình Định. Cơ hội rất dễ dàng. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và lại là Fiano dành tặng bàn thắng cho Jefferson Elias. Và chúng ta có thể thấy lại một tình huống mà đội hình của Khánh Hòa dâng cao và các cầu thủ Công an Hà Nội giành lại bóng và họ tổ chức tấn công nhanh. Và là có một cú đúp dành cho Jefferson Elias. Trận đấu đang trở nên dễ dàng hơn. Và hãy nhìn xem, đó lại là Quang Hải. Khi mà Jefferson Elias không thể đón được bóng, cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa cũng để cho bóng trôi qua. Đó là trung vệ Trọng Hiếu và Junior Fiano đã băng lên rất nhanh, đủ sức dướn để gạt bóng sang cho Jefferson Elias, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Rất đồng đội và hiệu quả. 2-0 rồi. Lên bóng dành cho đội chủ nhà và quả người rất hay của Quang Hải. 4-2, cơ hội là đây. Giovanni rất dễ dàng. Cú hat-trick của Jefferson Elias. 3 bàn thắng. Jefferson Elias có được một cú hat-trick thì Quang Hải để lại dấu ấn với 3 tình huống tiền kiến tạo. Đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã làm bóng rất tốt ở khu vực giữa sân. Anh vượt qua được Thành Vị. Sau đó là một tình huống đưa bóng cho Giovanni. Giovanni có các kiến tạo thứ 8 kể từ đầu mùa, mang lại cơ hội ghi bàn và không thể dễ dàng hơn nữa đã dành cho Jefferson Elias. Một bữa tiệc thịnh soạn được các đồng đội mang tới cho Jefferson Elias trong một buổi tối mưa tại sân vận động Hàng Đẫy. Đúng là mỗi khi đối thủ đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công thì Công an Hà Nội họ sẽ đá bóng một cách chỉn chu và tấn công sắc bén hơn rất nhiều.
một cơn mưa buồn với thủ thành Võ Ngọc Cường cho tới lúc này. Và Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ phải nhận một cơn mưa bàn thắng đến từ câu lạc bộ Công an Hà Nội trong một ngày mà họ muốn giành một chiến thắng thật đậm đà để dành cho các cổ động viên đến sân bất chấp điều kiện khó khăn của thời tiết, và cùng với đó là lấy lại được cảm hứng chiến thắng. Đặc biệt là ba bàn bây giờ lại khó khăn hơn cho Khánh Hòa rồi. Rất tiếc cho Khánh Hòa là lối chơi của họ đã bị phá sản khá nhanh. Phải nói rằng các cầu thủ Khánh Hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp 1 sau khi bị thủng lưới, họ cũng đã thi đấu cực kỳ cố gắng. Douglas Coutinho, tỷ số là 1-3. Câu lạc bộ Khánh Hòa đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Và 3-1 với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã dễ dàng giải quyết được đối thủ ngay trong hiệp 1 với một cú hat-trick của Jefferson Elias. Và đến những phút cuối cùng thì Khánh Hòa đã có được bàn thắng mang tính danh dự với pha lập công trên chấm phạt đền của Douglas Coutinho. Chiến thắng trước Khánh Hòa cũng giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí thứ hai với 31 điểm sau 18 trận đấu. Còn với Khánh Hòa, họ vẫn sẽ dậm chân ở vị trí cuối bảng với chỉ 10 điểm. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.